Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình lại tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về chiếc xe Exciter 155 VVA để cho tất cả các bạn có thể tham khảo nha. Và những hình ảnh này cũng có thể nói là những hình ảnh mà cuối cùng khi mà được chính thức là được lộ diện ở bên Malaysia nha các bạn, là chụp lại cảnh chiếc xe Exciter 155 này thì đang được chạy trên đường. Và những hình ảnh này không phải là những hình ảnh được lộ diện nha các bạn, mà là những hình ảnh được cố tình, chứ không phải là được chụp lén hay là gì đó đâu nha. Những hình ảnh này là cố tình được đưa lên mạng trong cái thời điểm là WinX có giá giảm xuống đỉnh điểm nha các bạn. Đó, hiện tại cụ thể là được đăng tải vào ngày 20 đến ngày 22 tháng 9 là những hình ảnh được lộ lọt và đăng tải trên mạng xã hội là rầm rộ nha các bạn. Tầm độ giữa tháng 9 đến ngày 22 tháng 9 là hết những thông tin mới nha các bạn. Và thông qua tất cả những hình ảnh hay là những clip mà được chạy thử bên Malaysia thì chúng ta đều có thể nhận biết được rằng mẫu xe này thì đang được chạy thử nghiệm và đã sản xuất chính xác là 100% nha các bạn. Và những mẫu xe này thì sẽ được ra mắt trong tháng 1 của năm 2021, có nghĩa là vào cuối năm nay âm lịch nha các bạn. Về thông số kỹ thuật thì mẫu xe Exciter 155 VVA thì sẽ được sở hữu cái khối động cơ là các bạn là SOHC với cái trục cam đơn và có sử dụng cái công nghệ van biến thiên VVA với dung tích là 105cc nha các bạn. Và có cái mã lực là 18,2 mã lực ngang với lại mẫu xe Rider với lại Satria nha. Và cái hộp số sẽ là 6 cấp, một trong những nâng cấp mà để các bạn rất là quan tâm hiện nay. Và về trọng lượng của chiếc xe Exciter 155 này thì sẽ được nâng lên là 120kg nha các bạn. Bởi vì thiết kế cục máy giống y với mẫu xe R15V3, có thể được trang bị những cái công nghệ là 155 và có nồi chống trượt Slipper Cruise cho các bạn. Đây, còn đây là một hình ảnh được ghi lại bên Malaysia nha các bạn. Và đây là hình ảnh được quay thực tế và cũng có thể nói là được lộ lọt lên trên mạng. Và đây là những hình ảnh được cố tình lộ lọt cho các bạn. Bởi vì là nếu mà chạy trên một đường phố bên Malaysia như thế này thì sẽ có rất nhiều những hình ảnh được đăng tải, chứ không phải là những hình ảnh mà chỉ vỏn vẹn tầm 5 đến 10 hình nha các bạn. Và cũng thông qua cái video này thì chúng ta có thể thấy được là sẽ có hai mẫu xe đang được test thử trên đường. Và chiếc đằng sau này chính là mẫu xe Exciter 155 VVA. Còn mẫu xe chạy trước thì rất có thể sẽ là phiên bản nâng cấp của phiên bản mẫu xe R15V4 nha. Hay là có thể là phiên bản R25. Đó, một trong những cái mẫu xe mà sẽ được nâng cấp trong năm 2020 này. Và phía bên Yamaha cũng có thông báo rằng là sẽ có 3 mẫu xe được ra mắt trong năm 2020. Và hiện tại được đến tháng 10 nha các bạn, nhưng mà vẫn chưa có một mẫu xe nào được ra mắt trong năm nay. Bởi vì có thể hiểu được rằng là bên Yamaha có thể nói là năm nay là do dịch bệnh nên là chưa ra mắt nha các bạn. Và đến những thông tin về chiếc xe mới thì cũng chưa có lộ lọt rằng là năm nay sẽ ra mắt mẫu xe nào cả. Đó, những hình ảnh này có thể thấy là rất là thực tế nha. Về một mẫu xe mà được chạy thử trực tiếp trên đường luôn. Và có quay lại cảnh là chiếc xe này đang được chạy thử với màu sắc đen nhãn nữa các bạn. Và về giá bán của mẫu xe này khi mà ra mắt ở thị trường Việt Nam thì có thể sẽ có giá bán tầm 49.990.000 các bạn. Sẽ có mức dưới 50 triệu đồng, nhưng mà giá thực tế khi mà về đại lý thì có thể là giá trên mức 50 triệu đồng nha các bạn. Bởi vì mẫu xe Exciter thì thường có mức giá rất là cao và sẽ rất là giữ giá nha, sẽ không bị mất giá hay là xuống giá giảm sâu như là mẫu xe WinX. Đối với phiên bản Exciter 150 thì hiện tại này thì vẫn có giá là 45 triệu nha các bạn. Đó, còn mẫu xe Exciter 155 mà ra mắt được trang bị cái khối động cơ là 105cc, có công nghệ van biến thiên VVA và cái hộp số 6 cấp thì chắc chắn là giá bán sẽ tầm trên 50 triệu, có thể là gần đến 60 triệu các bạn, cho một chiếc xe Exciter phiên bản mới này. Đây, các bạn có thể thấy là tốc độ chạy chiếc xe này rất là cao các bạn, di chuyển trên đường là với tốc độ rất là cao. Và hai mẫu xe này đang được test thử nha. Và khi các bạn xem các clip của mình, các bạn nhớ like đăng ký kênh nha, thì được theo dõi những clip mới nhất mà mình sẽ đăng tải trên kênh mới này.